người hay nhắc đến mì tương đen của Hàn Quốc. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một món cơm mì tương đen trứng chiên. Hôm nay mình sẽ quay trong vòng 2 phút. Mình lên rồi. Hello. Ba mình há cạo, cả ngâm. Nó chín rồi, dưới là sốt. Ui, toàn thịt không là thịt. 86.000 cho một em cơm này. Nó không giòn. Không thể thấy đắng luôn. Nắng nghỉ quá trời. Trường xanh là gió khẽ hay đưa một tí mùa hân vàng. Cùng chê tất đầy trường đàn cháu chú ông bà. Người sức khỏe vui tươi, nồng ấm cứ đông đầy. Cùng nhau chào xuân đến đêm ta.